Còn đây nè mọi người, còn đây là cái thất của ông Đạo Năm ngày xưa lên đây tu nè. Anh Sơn có thể nói về ông Đạo Năm này chút xíu được không anh Sơn? Được chứ. Đạo Năm này là theo tôi nói lại là ổng nhỏ lớn không vợ không con lên trai trường tu trên đây luôn. Dạ. Sau này chiến tranh ổng mới chết. Vậy đó ha. Dạ. Là năm đó tầm năm bao nhiêu anh? 1950 gì không? Năm ổng chết năm chiến tranh năm 78. 78 là năm đó mất luôn ha. Ừ. Đâu mình vô mình tham quan cái chỗ cái góc tu của ông Đạo Năm. Cái này là hồi đó ông Đạo Năm ông xây luôn hay là sau này mình mới làm anh Sơn? À, ông Đạo Năm xây ha. Bây giờ mấy chú cháu thì đã đi xuống điện Bát Quái rồi mọi người. Thì bây giờ là hai bà chú cháu bắt đầu tiến vào cái khu vực trồng tầm vong ha. Thì mình đi cái đường này nó bằng phẳng rồi. Khi mà tới cái khu vực trồng tầm vong này nó bằng phẳng lắm. Cái này là xương sống. Xương sống của ông rồng hả chú? Cái lưng nó bằng. Dạ. Có nghĩa là từ chỗ điện Bát Quái mà thẳng tới là bên cái cục đá bên mà cái chỗ cái ngã ba đằng kia là có bên đây có cái động Thủy Liêm nữa. Dạ. Mà biết mấy con có dám đi không? Con chui vô 4 cái động rồi. 4 cái chỗ ngồi thiền á chú hai. Một vài nét của rừng tầm và cái khu vực trồng tầm vong này cho mọi người cùng xem nha. Đó, khung cảnh. Dùng bãi núi nhưng mà có núi lớn nhất hả chú? Cái núi mà cái tên cũng lớn nhất. Cái tên cũng lớn nhất. Sao mấy con chưa biết? Cái đường mình đi lên đây nè, cái núi nước của anh đó là Thủy Đài Sơn đó. Dạ, đầu tiên là Thủy Đài Sơn, rồi mới tới Thiên Cấm Sơn. Vậy là núi nước nhỏ nhất mà lại lớn nhất. Đúng. Rồi cái kiểu này là giống chú Giê-xu đã từng nói, người nhỏ nhất trong đám anh em là người lớn nhất. Chú Giê-xu đã từng nói câu đó là và rất hay nha. Dạ. Thủy Đài Sơn, đại là lớn. Thủy Đài Sơn. Thủy Đài Sơn là cái núi nước mà cao chỉ có 50 mét đó. Ủa chú con nghe nói ở bên Thủy Đài Sơn. Con nghe nói ở bên Thủy Đài Sơn á chú hai. Có cái hàng rắn á mà ngày xưa cái ông như ông sư phụ mà ông tụng kinh là nó chạy ra nó ra đó ông chú hai. Ông chú hai có nghe chuyện đó không chú hai? Dạ. Trời ơi. Đây là gì? Gì kể chuyện đi về thằng địa ngục chết đi sống lại nè. Từ trước mình có quay nè. Chú hai. Quá vui luôn. Còn cái anh đi ăn trước là anh Sơn. Kỳ trước mình có quay cho mọi người cùng xem là ở trên đảnh thượng đó. Cây thị mùa này chú có trái hay gì? Mới thay lá hả? Dạ. Tháng 7 qua năm mới trái chín. Dạ, cây thị này chắc cũng lâu năm lắm hay gì ha? Cây thị này lâu cũng trên 60 năm á. Dạ. Rồi gì đây là mọc rồi đó. Mùa tháng ngay tháng 7 mới trái chín. Ngay tháng 7 trái chín. Ừ, tháng 7 á. Có dịp mới mình đi đánh thượng Sân Tiên nhiều rồi nhưng mà cái chỗ này mình tưởng tượng như Sân Tiên vậy đó, nó mát mẻ thoải mái. Đây mọi người lên đối tượng thì ở trên này là có cam vườn ha, mọi người lên đây có thể thưởng thức. Nhớ mỗi bữa là có hột é với lại là hột é với lại gì ta, củ gòn. Bữa nay không có sâm hồng mà không chú. Bình thường là bên đây là có nấu mà nồi sâm hồng lớn lắm mọi người. Dạ. Kỳ này có mấy cái ghế với mấy cái bàn gì nhìn đã quá, lịch sự quá. Đây còn đây là cái đường này á, thì mình đi lên đảnh thượng kỳ trước có quay cho mọi người xem rồi đó. Đây đi thẳng lên trển là đảnh thượng. Còn bên đó chỗ cái nhà đó đi thẳng lên trên kia là đỉnh Phục Hoàng Sang. Thì mọi người cứ lên đây đi rồi sẽ được hướng dẫn nha mọi người. Còn bây giờ mình nghỉ ngơi uống nước chút xíu rồi sẽ quay tiếp cho mọi người cùng xem nha. Đây bây giờ thì cùng đi lên đỉnh thượng. Cái khúc này nó còn bằng phẳng thì nó dễ đi ha gì ha. Đây là gì kể chuyện đi 7 tầng địa ngục với lại là sẽ đi sống lại nè mọi người. Con này chú hai tình cờ lên nha, ít bữa nó về nè nó mua còn mấy triệu á. Lên chú nói nghe nè, chú giới thiệu người ta cái vụ vậy chú đang nói cái vụ thuốc của cô hả? Rồi để một hồi con phải nói về cái vụ thuốc này mới được. Thuốc gia truyền 100 năm. Còn bây giờ thì cứ đi lên trước đi mọi người. Thì còn cái vụ thuốc đó thì chú hai muốn không có hiệu quả gì đó để hồi mình xử sau. Thì hôm nay á, mình sẽ quay chi tiết cái đường lên đảnh thượng mọi người. Cái đường lên đảnh thượng này á, ở dưới thì nó cũng dễ đi nhưng mà càng lên cao á mọi người thì cái dốc nó càng dốc. Và nó nếu mà mùa mưa á, thì nó chắc hơi trơn trượt, rất là khó cho khách hành hương đi lên. Thì hôm nay mình muốn quay cái clip này chi tiết một chút về cái đường đi lên để cho mọi người cùng biết ha. Gì trời? Vậy anh Tư anh Tư yếu không? Không phải, hôm qua thì anh Tư cũng đi leo lên núi Cấm, anh em qua núi Cấm rồi hồi sáng chui hang nữa. Giờ chắc anh Tư khỏe lắm, thôi ngồi nghỉ chút đi. Đó, đường lên như vậy đó mọi người. Đó, có nhiều chỗ thì có rễ cây, nhiều chỗ thì có đá nè, rồi đất nữa. Này thì trời nắng đi cũng được, nhưng mà trời mưa thì đi khó, với lại là nếu mà đông người cũng khó đi lắm mọi người. Hôm trước thì mình là đi quay những cái hòn đá ở trên đảnh thượng rồi. Còn cái đường đi lên đi xuống thì cũng có quay nhưng mà chưa có kỹ. Hôm nay quay cho mọi người cùng xem luôn. Ủa anh Sơn đã tính khởi công làm cái đường đi cho mọi người cùng đi hả anh Sơn? Ở vụ đó làm sao chút nói coi. Chú Hai ơi. Ủa chú Hai đi lên đảnh thượng hay chú Hai đang bay lên đảnh thượng hả? Chú Hai đi trước không mọi người? Chú Hai năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 58 rồi. Trung bình là một tuần chú Hai đi núi mấy lần? Vậy đó ha. Từng đi có một lần là trung bình một tháng đi 4 lần hả? Trời, một tháng đi có 4 lần lên núi rồi mọi người. Ít xẹo rồi. Mình đi qua YouTube mà nhiều khi một tháng mình chưa đi đủ 4 lần nữa. Hôm bữa nay đi vui quá mọi người ơi. Lên đảnh thượng mà có gì rồi có anh Tư, rồi có chú Hai nữa, anh Sơn nữa, đông vui quá. Đây mọi người. Có một vài chỗ rất là khó đi. Nha, cái mỏm này con chụp đi rồi đi qua con chụp cái mỏm phun cát đó là y chang luôn. Hai cái mỏm này giống hệt luôn. Cái mỏm là cái gì? Cái mỏm cát đó. Cái mỏm cát á. Ủa? Cái mỏm này nè với cái mỏm cát của bánh á, núi cát á. Dạ. Là giống hệt luôn. Không có khác gì hết. Trời ơi, y chang cái mỏm cát luôn. Ở dưới này luôn. Đây cái mỏm này bự lắm mọi người. Bự lắm mà gặt con cái. Ồ, cái này là phải. Để dặn dẹt cho dắt ra mới được mọi người ơi. Để mình sáng mình dắt cho mọi người xem cái mỏ. Cái mỏ này là giống mỏ cát hả chú Hai? Trứng vàng không? Đây mỏ cát nha mọi người gắn nhìn nha mọi người. Cái mỏ ở ngoài đó chú. Đây cái này là mỏ cát nè. Rồi đi tiếp chú hai luôn. Đâu chú hai đi sau đi, ông đi trước, ông dẫn đường, ông đi nhanh quá. Đi sau đi. Con leo quá đây. Đây gì? Mình có đi một thuốc cái mình nghĩ mình ngắm cảnh đồ gì đâu đi hoài đâu lắm. Đúng rồi. Đúng rồi, nó phải vậy đó. Đi một phút thôi là mình nghĩ mình ngắm cái cảnh. Mẹ coi thiên nhiên ban tặng cho con người mình những cái cảnh nó đẹp lung linh gì mà không ai ngắm hết chứ. Nói vậy không phải không muốn ngắm mà không có cơ hội để ngắm á chú hai. Đúng rồi. Cái gì cũng có duyên con ơi. Dạ. Cái duyên mới đi được. Rồi lên tới rồi mọi người ơi. Quá mát luôn. Ồ, quá đã. Trời thổi sướng quá. Trời ơi, đây mà cứ không văn dẫu. Ngoài đó là sân tiên đó mọi người. Nè, cái này ông rùa nè. Ông rùa nè. Ồ. Cảnh Thượng, núi Tượng. Trở lại rồi. Chú hai không nhìn gì trời. Chú hai nhìn gì chú hai? Đi ra như một đôi giày vua, đôi giày tiên, đôi giày vua gì đó. Vậy ra à? Giống chứ không phải giống cá rồng, người nói cá rồng cái đó nhìn lại đi đôi giày tiên. À kỳ trước mình coi cá rồng đó, phải không? Cái đó là cái gót, cái đầu là cái gót dài đó. À giống cái giày tiên ha, lần trước mình đi ha. Ừ, cái chỗ này mình coi cái độ bóng của nó nè. Mình coi cái ta độ bóng của nó nè. Nếu mà bóng quá là cũng nghi lắm á. Vậy đó đó, mình thấy nghi lắm đó. Độ bóng. Có con chung vô chung ra, mình biết con gì. Đây là hơi chú. Đúng rồi. Bóng chỗ nào chú? Không mày. Đây đâu. Bóng đó. Đây kìa, bóng này mọi người ơi. Chú Hai không chỉ. Chú Hai không nói con gì trong á. Có. Hoài tôi gặp hoài chứ gặp bữa nào. Đây khi mọi người lên đảnh Thượng Săn Tiên á thì mọi người có thể thăm ngắm những cái cảnh ở trên đảnh Thượng nhìn xuống nha mọi người. Đó, rất là đẹp luôn. Đây mọi người, kỳ trước thì mình hầu như mình quay những cái ông chư vị của đảnh Thượng không à. Thì hôm nay mình cố tình mình quay những cái cảnh đẹp ở trên đảnh Thượng cho mọi người cùng xem. Đây khi mình lên trên đảnh Thượng á, thì có những cái bụi tầm vong nè, được anh Sơn anh dọn dẹp nó cũng rất là sạch sẽ mọi người. Đó, bên đây thì các cái chư vị, ông voi thì nằm đằng kia đó mọi người. Đó, rất là rộng luôn. Ngoài cái khu vực đảnh Thượng mát mẻ như thế này á thì khi mọi người đi thẳng qua bên kia thì có một cái vồ đá ha. Thì ở từ trên cao, từ cái vồ đá đó, đó nhìn xuống rất là đẹp nha mọi người. Thì bây giờ mình cùng mọi người mời mọi người đi theo mình qua bên đó ngắm thử cảnh bên đó nha. Chú Hai đi ra cái vồ đá bên đó chú Hai ngắm cảnh chưa? Chưa. Rồi, chú Hai phải đi rồi. Chú lên mà nó chỗ này nó còn ấy dữ lắm. Dạ. Dạ. Không chú Hai ra vồ đá kìa, ngắm cảnh mới đẹp. Đây mọi người cùng đi qua tham quan cái vồ bên kia nha. Chỗ này anh Sơn khai hoang nè. Rồi nói gì chứ kỳ công bỏ công sức ra làm cực khổ lắm mọi người. Đây mọi người ơi, có phát hiện mới ha. Đây bây giờ đi lại nhìn chú thỏ đây. Thỏ Ngọc đây. Mọi người nhìn coi giống không? Đi rang luôn. Quá luôn. Này là phát hiện mới nha, trên đảnh Thượng nha, đảnh Thượng núi Tượng. Hay là còn gọi là Liên Hoa Sơn. Đây mọi người, đi qua anh đây. Cái vồ này nè, là nhìn qua bên kia, các cái núi bên kia rất là đẹp. Chú Hai thấy sao chú Hai? Phải nói là cảnh này cảnh tiên mày ơi. Cái đỉnh thượng này là của Phật nè. Cảnh Phật, còn con nghe nói đảnh thượng là cảnh Phật, ở bên đỉnh Phục Hoàng Sang là cảnh tiên. Cảnh tiên. Đó. Hai cảnh khác nhau. Dạ. À, công nhận bên này quá đẹp luôn. À, mời mọi người cùng thưởng thức ha. À, nhìn từ bên trên nhìn xuống nè mọi người. Từ trên cao nhìn xuống nè. Dạ, này biết, em biết. Ông này của anh gì anh bên Đồng Tháp anh Cáo gì. À, từ trên cao nhìn xuống nè. Quá đẹp luôn mọi người ơi. Đó là cái gì anh Sơn? Ủa bên đó còn nhìn được nữa hả? Rồi mình cùng qua bên đó mọi người. Ủa cái gì ở đó dưới đó? Mà được ở trên này là tôi nhìn nó mới ra, chứ xuống dưới đó là nhìn không ra. Ồ. Để tao lên đây là tao nhìn nó mới ra. Cái đó đó hả ta? Giống không? Ủa đó là cái gì ta? Đây mọi người. Nhìn không ra nổi. Nè. Nhìn giống cái mão của ông Tài Thiên vậy đó. Giống cái mão của ông Tài Thiên ông Đậu vậy đó. Mọi người nhìn thử coi. Cô của bà giống gì? Bà Quan Âm ban cho ông. Ủa chúng mày nói gì chú Hai? Đây mọi người nhìn cái hòn đá này coi. Nè, coi cái dấu búp sen không? Cá heo nằm lú đầu ra để mở khò búp sen nè. Nè chú Hai nói. Búp sen nè mọi người. À, ok không? Ok không? Ok không? Nó đó, mày thấy không? Sen đó đó. Đó, hai bên hai mắt đó. Gì cá heo phụ búp sen nữa hả chú Hai? Đây đây từ qua đây. Đầu đi qua chú Hai coi mọi người. Đó. Thấy không? Thấy con cá heo nằm dưới đó không? Cái mỏ dưới đó. Ok không? Đó cái mỏ dưới đó, cái con này đây hả chú Hai? Con này phải không? Ừ đó 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 này nè, dưới này nè, dưới con ở dưới mỏ ra nè, bển á, cục đá bự bển xuống dưới đó đó, cục đá nhỏ bên kia kìa. Ừ cục đá cái cục mà ở bên cái bụi le bên đó đó. Đúng rồi cục đó đó là gần cá heo không? Cá heo hả? Ừ. Đâu con lợi gần gần chút nhìn xa thì thấy ha. Nó cái đó là cái mỏ đó, hai bên hót là hai con mắt, con bên đó hót rồi bên đây hót là con mắt đó. Cá heo hả chú? Dạ. Còn cái này là búp sen ha. Còn cái này búp sen ha. Búp sen bên kia quay bên kia giống hơn. Vậy đó ha. Nè. Một bên đây búp bên kia búp bên đây sang tiên, đây cũng có búp sen bên kia cũng có búp sen. Bên đây sang tiên luôn hả? Ừ, sang tiên. Mà ngẫu nha, cục đá này là bởi chữ búp sen đúng rồi, không có dính đâu hết nha. Dạ. Còn hơ luôn ha. Còn đây nè mọi người, còn đây là cái thất của ông Đạo Năm ngày xưa lên đây tu nè. Anh Sơn có thể nói về ông Đạo Năm này chút xíu được không anh Sơn? Được chứ. Đạo Năm này là theo tôi ba tôi nói lại là ổng nhỏ lớn không vợ không con lên ăn chay trường tu trên đây luôn. Dạ. Sau này chiến tranh ổng mới chết. Vậy đó ha. Dạ. Là năm đó tầm năm bao nhiêu anh? 1950 gì không? Năm ổng chết năm chiến tranh năm 78. 78 là năm đó mất luôn ha. Ừ. Đâu mình vô mình tham quan cái chỗ cái góc tu của ông Đạo Năm. Cái này là hồi đó ông Đạo Năm ổng xây luôn hay là sau này mình mới làm anh Sơn? À, ông Đạo Năm xây ha. Là cái chỗ hướng nước này là cũng ngày xưa ông Đạo Năm xây luôn ha. Hay là sau này? Nước này sau này Kiểm Lâm xây. À sau này Kiểm Lâm lên đây xây ha. Kiểm Lâm xây hai cái bồn này. Dạ. Chỗ này cũng Đạo Năm. Chỗ này cũng Đạo Năm. Dạ. Đây là có đường lên. Đường lên này như là cái sân vậy đó ta. Đây nè mọi người. Đó, ở trên này thì đá. Ở dưới này thì có thờ mẹ Quan Âm. Đây mọi người, giờ vô hang Đạo Năm nè. Đây. Trong này cũng có nơi cúng. Chú vô luôn hả chú? Chú vô chưa? Trời, tới mấy này tôi đi không biết nhiêu lần rồi đó. Ồ, vậy là ở này chỗ này ngồi thiền đâu ta? Thiền không? Nó đi vô đây. Trong này có ngũ hổ như thờ ngũ hổ vậy nè. Ở trên đó cũng có chỗ nữa kìa. Đây nè, khi ổng vô đây là ổng ngồi đây nè. Rồi nó thiền đó hả chú Hai? Đây nè. Dạ. Chỗ đây mát quá ha. Dạ. Trong này mát lạnh hả cô? Hồi đó ổng ngồi đây ổng thiền ha. Nhưng mà bên đây bây giờ còn nghèo ha, còn nghèo bởi vì mà cháu Sơn, dạ. Cháu Sơn mới làm rồi thành ra kinh phí nó eo hẹp, dạ. Phải có một bàn tay mạnh thường quân nào á đút vô rồi mình mới là dọn dẹp lại chỗ này được, dạ. Mấy cái chỗ này là tâm linh không đó, dạ, không phải không đâu, dạ. Ở đó đức thầy có người ở đây mà. Tâm linh không đó. Thánh thượng, thánh coi vô cùng đó, điêu đi gió thổi lanh lùng, thất coi nữa, lanh lùng cùng. Dạ. Tầm mai. Rồi thành ra mấy cái chỗ này mà con làm lại là đẹp lắm, lót gạch đồ dưới này ha. Dạ. Rồi là để chiêm bái cúng lại đồ, làm lại. Tính ra trong này cái này cũng. Cái này nó khoảng chừng 3 mét vuông. Dạ, có 3 mét vuông. 3 mét vuông. 3 mét vuông. Này cũng Đạo Năm. Thì bỏ đây riết rồi nó thành nó quan tàn. Dạ. Mà dấu tích xưa ha. Chú Hai thấy giống chim cánh cụt không chú Hai? Đâu? Con này nè. Sao con không nhìn ra ta? Cái này đó mày biết không? Sao mà chú nhìn nữa ha, mà dòm có gan với cái con ếch mà nó ngầu vậy, nó dòm vậy đó. Chứ không phải là cái con chim cánh cụt. Y như con ếch ngầu vậy đó. Cục đá của thằng ấy nó... Ý là chú nhìn bên đây là con mắt phải không? Đây đây con mắt hả? Nghĩ đây là cái đầu này. Nó rồi cái đầu hỉ bự mà coi cái thân nó tuốt cái dưới ha. Ếch ngồi ha. Rồi cũng giống mà anh. Con này giống con gì mọi người nhận định nè. Mà cái đầu con ếch này nó dài. Đây mọi người, mời mọi người với theo chú Hai với anh Sơn ha. Đi lại cái ông voi có cái diện mười quý nè. À. Ủa? Cái chỗ này là cái chỗ đá xây nè. Dạ. Ta mình xây nè. Dạ. Nhưng mà làm sao họ lên đây họ xây được? Mà lâu rồi hả? Lâu rồi, có đó lâu rồi. Mà bữa hổm là cái cây đó nó cắm vô con mắt rồi, anh bị gì anh sao? Sáng rửa mặt á đau. À. Sáng rửa mặt đau, nó sốn hoài chịu không nói, nước mắt nó ra hoài mà đau dữ lắm, đau không thể tưởng tượng nổi. Dạ. Rồi bắt đầu tôi nhớ chật cái trên đây chắc có vụ gì trên đây rồi tôi mới mang dài tôi chạy tiếp lên tôi gặp cái cây cầm ở chân mắt mà bây cây giờ mới rồi đó à ở trên đó ta có bờ gì đâu xuống rồi bắt đầu là hết ở trên đó có bờ gì thôi mình mới quan trọng đó chứ là có nghĩa là anh ngủ xong đông mắt sao nó đau xuống quá sáng ra rửa mặt nó đau dạ đau chịu không nổi rồi nó chật mình đâu có bị bụi bặm gì đâu có kiến không có gì dạ đau mà nước mắt nó ra hoài rồi xong mình nhớ chật mình lên mình coi cái ảnh hưởng còn cái gì không ha. Rồi cái cây nó gặm ngang mắt của ông Tượng luôn. À. Cây mới lấy ra đó. Nè cái này luôn hả? Ừ, gặm cái chân mắt luôn. Dạ. Thịnh xuống hết luôn. Anh mắt luôn. Bị là trách nhiệm mình khai thác ra nè. Hồi xưa đó chỗ này nó gặm gặp rừng rú nào giờ không biết. Dạ. Là trách nhiệm mình dọn ra là mình phải kiểm điểm. Đúng rồi, mình phải chăm sóc, mình phải bảo dưỡng, mình phải làm trách nhiệm mình ha. Ông đã cho mình là biết rồi. Ông nói là mỗi một hòn đá là mỗi một chị có chị ngự hết trơn hòn đá rồi mình nhìn cái hòn đá thiếu hòn quang màu vàng cho không à. Dạ. Rồi bắt đầu tôi thấy cái vậy á, tôi cũng lên tôi dọn hết á. Thì cái nhân viên thần đã cho tôi phép tôi rồi. Dạ. Tôi có trách nhiệm rồi, bảo vệ. Mình nằm mình thấy đá chiếu hồng quang. Chiếu hồng quang màu vàng giống như màu vàng của Phật nó chiếu sáng rực luôn đó. Ở trong mà hòn đá chiếu ra. Dạ. Nấu chịu cho không à. Không được. Rồi vì cái lẽ đó mà anh mới về đây khai quang rồi làm cái đảnh thượng này lại ha. Dọn hết trơn cho bà con người ta đi mà bây giờ còn rừng quá rừng dọn hết ra hoài đó. Mà anh Sơn ơi, em xuống này em nói cái này cái anh Sơn. Đeo cái dòi ông lên đo đeo dòi ông đi lên. Bây giờ người ta xây thì em nói đi, em nói đi. Dạ. Ta phải lên cảnh phải xây chứ. Tại vì á mọi người, mới nãy mình đi lên cái đường lên đảnh thượng như mới nãy mình quay chi tiết cho mọi người xem đó. Thì mình có nghe nói là anh Sơn tính là làm cái đường đi lên bằng bê tông hả anh Sơn? Làm bê tông lót gạch, làm bê tông. làm bê tông cho người ta đi lên đi xuống cái đường lên đảnh thượng này cho sạch sẽ hả anh Sơn? Làm cái đường cho rộng, lót gạch lên. Dạ. Nhưng mà con tiếp nhiêu thì được nhiêu làm đi từ. Dạ. Chứ không phải mình cái một cũng như 5 triệu 10 triệu làm đoạn rồi cái hết làm nữa từ từ. Như là ai có phát tâm gì đó thì đóng góp của ít lòng nhiều thì có gì liên hệ với anh Sơn hay sao, cái đó là sao anh Sơn? Mình có ước tính được kinh phí đó là bao nhiêu rồi mình làm không có được tính vậy, giả sử như bà con đã gom được bao nhiêu thì làm bao nhiêu rồi hết rồi mình mới tiếp tục thông qua bà con nữa. Dạ. Nó xong tôi làm nó bên đó vài chục mét lên tới đó chẳng hạn như 10 triệu 20 triệu 30 triệu vậy đó. Dạ. Nó đã hết rồi, hết kinh phí rồi, xong rồi đó. Dạ. Rồi mới tới đây à. Dạ. Từ từ nữa chứ không phải cái một. Dạ. Từ từ đó. Giống kiểu mình làm được bao nhiêu hay bấy nhiêu cho bà con ta lên xuống sạch sẽ với đại đường mưa đồ, nhiều khi mùa mưa lên. Dạ. Từ từ xong cái đường rồi bắt đầu mới tới lót gạch cái mình xây cái hồ nước cho bà con nó có lên, nó có nước, người ta rửa mặt rồi người ta uống. Dạ. Rồi nó cúng Phật cúng tiên trên đây. Đó. Vậy thôi bây giờ gì đi. Anh Sơn thì anh tính làm cái đường là đi lên đảnh thượng cho nó sạch sẽ vậy đó mọi người. Thì trước mắt thì cũng chưa biết kinh phí bao nhiêu. Thì có gì thì mình sẽ cho số điện thoại của anh Sơn, rồi mọi người có lòng hảo tâm gì đó muốn giúp đỡ cho cái đường đi lên đi xuống cho khách hành hương ta đi cho nó sạch sẽ, nó tiện lợi á mọi người. Thì mọi người có gì thì cứ liên hệ anh Sơn ha. Anh Sơn cho em xin số điện thoại luôn đi anh Sơn. 0399 rồi 438 rồi 152 là số điện thoại anh Sơn là mọi người. 0399 438 152 thì mình sẽ liên hệ trực tiếp với anh Sơn, còn kinh phí bao nhiêu hay là mọi người đóng góp bao nhiêu gì đó thì mọi người có thể liên hệ anh Sơn nghe mọi người. Thì dạ đúng rồi. Làm từ từ. Mình muốn gánh gạch lên rồi xi măng rồi lên cái mình làm từ từ chứ không phải mình cái một. Dạ. Không có nói gì trên từ từ, làm từ từ. Đó, chứ không phải mình nói mình gom cái một làm dạ. Một cũng như 50% gì đó không được. Dạ. Cứ nhiều làm nhiều, từ từ đó. Đây mọi người, hôm trước á, thì có một vài bình luận á, là hỏi á, là tại vì là lúc trước là cô cũng có giới thiệu mấy cái loại thuốc gia truyền của cô á, mấy bịch thuốc đó. Thì hôm nay cô tình cờ gặp cho chú hai cũng có một số bệnh á, rồi chú hai uống cũng hết. Thì tình cờ gặp cô ở trên này luôn. Thì bây giờ là mình sẽ giới thiệu sơ lược cái loại thuốc này lại. Nếu mà bà con cô bác quý anh chị mà có, nếu mà có mấy cái bệnh như vậy á thì mọi người mua uống cho nó hết bệnh nha mọi người. Còn bây giờ thì trở lại với chú hai. Ủa chú hai bị gì chú hai? Trời ơi chú bị, mẹ ơi tao nói với mày hả, bị kỹ đó ha. Nó khoảng chừng 10 ngày hoặc giảng là nửa tháng nó bị một lần, nóng tụi mình á. Dạ. Mà chú đi vệ sinh rồi một cái hả, máu tư nó ra là bồn cầu mà nhìn không thấy. Nếu mà ai nhẹ không dễ nhập viện liền. Mà nó bị hoài vậy đó. Mà kỳ vậy ta. Cái đó nó khó chịu lắm à. Ừ, nó khó chịu lắm. Mà chú có cái thuốc mà thuốc nó của Pháp nha, mỗi một viên là nó 5.500. Dạ. Nha, mỗi một dĩ như vậy là chú 10 viên là chú mua. Ủa không phải, nó 12 viên. Nó 12 viên lận, chứ không phải 10 viên. Dạ. Nó uống một như vậy đó ha là nó phải 2 dĩ nó mới hết. Dạ. Trăm mấy chục ngày. Vì nó không có phải hết luôn, nó hết vậy đó có đầu có nửa tháng, 10 ngày, 20 ngày, bất cứ nó nóng một mình là nó ra. Dạ. Đó mà mày đi cầu bọn cái là tao nói mày hơi y như cắt cổ gà. Giọt. Mình thấy ghê vậy chú hai. Mà nó hồi uống thuốc thằng Chí tới giờ đó nha, là của chị này nè. Là hết tới bây giờ là hổm gà ấy giờ là khoảng 6 7 tháng nay. Nha, nó rõ ràng vậy đó. Dạ. Nó bị huyết áp luôn mà sao uống nó cũng nó tăng mình đẩy vô cái nó cũng hạ luôn, không biết là ơn trên người ta gia hộ mình sao mình không làm nha. Nhưng mà nó rõ ràng nó vậy đó. Dạ. Đó và chút nữa xuống xe rồi chú dở khúc xe ra cho mày coi, lúc nào khúc nó cũng có trong khúc xe của chú hết. Dạ. Bây giờ chú xe đó chú đi mặn đó, về sáng mở ra mình uống. Nó vậy đó. Đâu có thuốc đó đâu, cho con coi cái rồi coi gì. Đây mọi người, đây là thuốc gia truyền của dì nè. Thì chị có cái bịch nào mà thui trên em bịch nhỏ rồi chị. Nè này thui luôn đi. Là thuốc Ngải Hội Núi gia truyền Liên Hoa Sơn. Thì cái thuốc này á mọi người, một bịch của nó đó là một bịch lớn như này nè, là nó 10 bịch nhỏ thì 10 lần uống ha. Cái này một ngày trung bình mình uống 3 lần luôn hả dì? Là sáng trưa chiều hả dì? Này là mình ăn rồi mình uống hay sao vậy? Rồi uống cũng được, không ăn uống cũng được. Dạ. Thì cái này hơi bệnh khó chịu là uống nha. Con uống đi. Dạ, cái này thì chuyên trị nè mọi người. Đau bao tử nè, viêm xoang, nhức khớp, tê, lối, ói mửa, tiêu chảy, tiêu đường bịch luôn. Gan nhiễm mỡ. Ha, cái này thì thuốc này nó không có thai thì mình không có uống nha mọi người. Thì cái số điện thoại nè 0337 229 169, 0359 565 908. Thì nếu mà điện là gặp trực tiếp gì hay là sao gì? Số 196 của gì? Cái này số 08 của ổng. Dạ, thì gặp gì hay gặp chú cũng được. Thì cứ liên hệ mấy số này là được hay gì? Còn cái này một gói như vậy là nó bao nhiêu tiền hả? 20.000 một gói 10 lần uống. Dạ. Mà uống kết quả. Dạ. Một gói như vậy là chỉ có 20.000 thôi mọi người. Nha, nếu mọi người nếu mà có người thân hay gì đó mà bị những cái bệnh này nè thì mình có thể mình còn nhiều bệnh nữa hết nữa đó. Cái này không mình mua mình uống thử coi nó hết không nghe mọi người. Không uống hai bịch lượng rồi bệnh cũng được. Đây. Còn riêng mình á thì thường mình lên núi này nè thì mình hay bị như đỏ gió mọi người, hay bị ấn lạnh á thì mình cũng hay uống thuốc này. Thì thuốc này là nó có cái gì ở trong đó gì? Mười mấy vị là ngải 7-8 vị rồi thêm thần thông cốc với hoa sữa với tinh lăng với nén với lại mật ong nguyên chất. Dạ. Thì các loại ngải rồi nén như nè mọi người. Thì nếu mọi người có người thân hay gì đó là mà có mấy cái bệnh như thế này thì mọi người mua dùng thử ha mọi người. Uống ngừa tai biến luôn á. Dạ. Giờ mình cũng ủa anh Sơn uống rồi hả? Anh Tư uống chưa? Hai bịch rồi. Chú uống chưa chú? Chú hai uống rồi hả? Đây bây giờ là mình sẽ uống cái này. Còn bây giờ á mọi người thì buổi giờ này cũng gần 2-3 giờ chiều rồi. Thì hiện tại á, thì anh em mình đang ở trên đỉnh Thượng mà thật sự á, là cũng chiều nên mình cũng tranh thủ đi về, đường cũng xa nhưng mà lên đỉnh Thượng này thì được gặp chú hai hôm nay là cũng cái duyên quá vui. Còn ở đây á, thì mọi người có duyên thì cứ lên đỉnh Thượng mình tham quan cảnh đẹp vừa tâm linh, có những cái hình thù ông này ông kia thì mời mọi người cùng lên đảnh Thượng này một lần nha mọi người. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc clip tại đây. Tạm biệt mọi người. Bye bye.